Mình là Trà Bông, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Vlog này có rất nhiều thứ linh tinh mà mình mới quay. À, đau bụng! Lại nha! Vlog này có rất nhiều thứ linh tinh mà mình quay dạo gần đây, từ tháng 2 cho tới bây giờ luôn, nhưng mà giờ mình mới đăng. Hôm nay là ngày mà để tụi mình sẽ allocate những cái môn học. Thì mình tính là trong cái vlog này mình sẽ cho mọi người xem cách mà để allocate môn học. Nhưng mà mình lỡ allocate trước khi mà mình quay vlog mất tiêu rồi. Nên là chỉ cho xem đến đây thôi nha. Nên đây sẽ là những cái môn mà mình học ở trong cái xem này. Đây là những cái môn mà kiểu những cái người mới lên năm 2 sẽ học. Nhưng mà mình để nó tới tận cuối năm 2 mình mới học. Một môn là nó sẽ về kiểu như xây dựng chiến lược truyền thông. Còn một môn thì nó sẽ là khám phá văn hóa đại chúng. Đúng rồi. Là mỗi lần mà allocate á, thì sẽ là phải reload liên tục lúc mà 10 giờ để mà nó không có bị lag. Thì đây sẽ là danh sách của thầy cô. Xong rồi mình sẽ phải kiểu đăng ký một trong những cái lớp này để mà mình học á. Đó, thì sau khi mà đăng ký thành công thì nó sẽ có cái allocation successful. Đây này, mọi người sẽ thấy là sau khi mà allocate xong thì sẽ có lớp full nè. Đó. Môn học ở trường mình sẽ chia ra làm hai buổi. Một buổi là lecture và một buổi là tutorial. Thì tutorial sẽ là offline 2 tiếng, còn lecture sẽ là online. Trường đã xếp một cái timetable mà mình có thể dựa vào rồi. Thì trong mỗi cái semester thì sẽ có 3 môn. Nhưng mà mình không thể. Mình đã thử rồi nhưng mình không thể học được. Cho nên là mình sẽ chỉ học 2 môn một xem thôi. Nên là điều này nó sẽ làm cho cái quá trình mà mình học nó dài ra. Anyway thì you are allocated. Bye. Mình sẽ có 2 kiện hàng để mà unbox. Ta-da. Ủa. Đây. Mình đặt hai màu len này để làm cái con để hình đây nha. Oh, chết rồi, anh ơi em đặt lộn rồi. Tự nhiên hai len này em đặt cỡ lớn. Mình sẽ đặt thêm nấm len như này. Nó sẽ được bổ sung vô đây. Cái này là cái mới nè. Mình biết cái này là cái gì không? Tiếp tục. Đây là kiện hàng quan trọng nhất của ngày hôm nay. Unboxy. You sit here. Mọi người thấy dòng gì đi không? Converse. Tụi mình có đi xem World Cup, cái bản mới của Timothée Chalamet đóng á. Greetings to you all. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Có lại 10.000 lần, 10 điểm. Em đã thấy màu tím rồi, em đã thấy màu tím rồi. Mình không biết là ở bên nước ngoài á, người ta có cái size của mình hay không. Trên web lẫn cả trên mấy cái chỗ mà nó retailer các kiểu thì nó không có cái size của mình. Nên là mình phải bất chấp mà đặt lố cái size. Vodka Converse. Phần này, những cái phần cố tình giống như là chocolate nó phủ lên đó. Trong này nè. Cái điều bất ngờ là cái đế vậy. Nó là cái tấm vé đi World Cup. Không phải tấm vé đi World Cup. Đúng rồi, tấm vé đi World Cup Factory. Vậy là mình có 2 tấm vé. Đủ cho cả 2 lần. Nó có. Em thấy rồi, đúng rồi. Never let them steal your dreams. Size giày này là 41. Nhưng mà size của mình thì chỉ có 36 mà thôi. Nó nhiều một khúc này luôn. Nó nhiều một khúc. Là nó chỉ đến đây thôi nè em ơi.
chuyên mục Unbox rồi đã kết thúc. Khi nào mình có đồ đẹp đẹp thì mình sẽ Unbox tiếp. Hello. Lúc mà vô soi gương thì mình thấy là mái của mình dường như là nó hơi dài rồi. Ở dưới chân mình còn có một con mèo đi thêm đá này. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái mái của mình. Tóc ban đầu của mình rất là hiền. Cái mình đi tới tiệm tóc xong rồi cái chú cắt tóc là người Nhật. Ông ấy không hiểu là tại sao mình lại chuyển qua tóc này. Ông kiểu ông nói đi nói lại với mình là tóc này tóc cháy lắm nha. Và ban đầu là nó chưa có được dài như này đâu. Nó sẽ còn là kiểu nó bung ra nó nhiều layer hơn. Nên nhìn nó sẽ bốc bốc hơn một tí. Cái ý định của mình á là mình kêu ông là cắt mái ngang tới đây. Ông ấy cắt đến đây thôi thì ông ấy dừng lại. Cũng không có ngờ là kiểu cái mặt mình vô cái tóc này thì lại giống mấy cái đứa trong anime xong kiểu cute cute đấy. Thì ông bảo mình là bây giờ nếu mà mày muốn cháy thì mày không có thể là mày cắt cái tóc này lên được đâu, tại vì nó sẽ rất trông nó sẽ rất là ngô ngố và trông nó sẽ rất là dễ thương. Cái mình kêu ông là không, cứ cắt đi, tao muốn cắt thử, nhưng mà ông không cho, nên là mình đi về. Tóc của mình là hồi trước nó là hippie. Không, sau đó mình không có uống hippie nữa. Mà mình để bản chất lúc mà mọi người uống hippie á, là mọi người đã cắt layer rất là nhiều rồi. Mình sẽ không có nhiều lựa chọn trong cái việc mà làm tóc. Nên là mình quyết định luôn là mình sẽ đi làm cái kiểu mullet layer đồ á, kiểu á. Mình thích cái này nó cũng lâu rồi, nhưng mà mình sợ là cái hồi mới đầu làm á, nó không hợp với mặt của mình. Nhưng mà may quá là ra xong rồi thì ai cũng bảo là ôi ôi trông hay thế. Bản thân mình cũng thấy nó đẹp nữa. Nói chung là rất là yêu kiểu tóc này. Xong cái mai. Để mình kể cho mọi người nghe là đợt vừa rồi thì mình có tìm ra cái quán này. Quán này hình như là chị chủ là người Nhật á. Quán này nhỏ xíu à, trang trí rất là ấm cúng với cute. Lần đầu mà mình đi thì chị nhân viên còn hỏi tụi mình là sao mà tụi em biết chỗ này hay vậy. Somewhere in a different life, I'm still 7 in second grade, and I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. Ở đây có một món mặn là mì thôi, nhưng mà nó siêu siêu ngon luôn á. Kiểu lần đầu tiên tụi mình đi hồi đó là không có expect gì hết, nhưng mà bị ngon bất ngờ luôn. And maybe somewhere in a different world, my mom's a bug inside a tree. Và cái món này thì ngày nào mình cũng thèm hết. Đó là cái bánh sandwich được nướng lên ăn kèm chung với kem, rưới thêm với mật ong với lại sô-cô-la. Sau khi mà ăn xong á thì mình sẽ nhận ra quay cái máy gacha này. Nói chung là siêu siêu thích luôn á, nên là không có nói tên cho đâu nữa đâu. Hi, thì bây giờ đã là 11:52 đêm rồi, và bây giờ thì bạn của Trà Bông vừa mới tan ca về, thế nên là mình quyết định là mình sẽ tặng cái này. Đó là mình sẽ làm những cái hộp light box, xong để trong đó những cái con capybara mà mình đang len á, đó kiểu vậy. Trời ơi, mọi người biết sáng nay mình làm trong vòng bao nhiêu phút không? Trong 10 phút đó. Để vẽ cái này là con capybara nè. Mình đã cắt nó ra rồi và nó đã thành những cái hộp như thế này. Nhìn đi, nhìn vẽ trái cam nè. Anyway, chị sẽ cho mọi người xem những cái con ở trong này nha. Mình sẽ unbox nó trước khi mình cho nhỏ kia unbox. Mình làm có từ hôm, chưa đầy một hôm trước, nên là mình móc cũng chỉ được có 5 con thôi. Chị dễ thương lắm. Cho mình làm xong mình còn ha rớt rồi. Tiên là cái con này, mình sẽ có cái phụ kiện đeo đi theo bên trong nè. Jollibee. Nhưng mà cái điểm đặc biệt nè,
Đây, một con capybara tiếp tục. Nhưng mà con này thì chắc là mọi người sẽ thấy nó nhiều rồi. Rồi xong rồi nó sẽ có cái ba lô con ếch đeo ở đằng sau. Trời ơi, thề luôn á, đến bây giờ tay mình vẫn cảm thấy nó đau ở đây á. Tại vì vừa móc vừa sợ là bạn nó về, nhưng mà may quá hôm nay bạn nó tan ca, thế là mình ngồi mình làm, ngồi sướng. Đây là trà sữa, mình rất là thích uống trà sữa. Là cái này, Krispy Kreme. Cái này là đến giai đoạn kiểu cũng lười lười đó. Đây là bánh donut. Đây là cái con mà mình thích nhất, nó là con hamburger. Ấy, hamburger. Ừ, cái con này không có chart và mình phải, ý là nó có nhưng mà nó đã không đẹp như mình mong muốn, thế là mình phải tự mò lại tất cả, nên là cũng hơi lâu. Nhưng mà đặc điểm là bên trong con này nhẫn. Đấy, bây giờ mình sẽ gói lại và mình mang ra tặng. Thank you. What do you mean? Anh đổ là cho bi bong thôi à. Là anh nhốt chúng vào ngày đầu tiên. Hình hamburger, tại vì sao hamburger là thứ mà món ăn đầu tiên mình mua cho trẻ bầm. Cứ ăn trẻ bầm. Đúng. Xong rồi trong đó có một chiếc nhẫn. Này bên nhá hả? Đúng rồi, em phải in cốc tóc ra nhờ bạn. Wrong way. Ở đó, đúng không hả? Phải nè. Nhưng này đây là cái phần cáp nè, em thấy không? Chân phần Mỹ lớn. Đây là Jollibee Call Center People. Không, cái này còn cái trò hay của nó nữa. Bây giờ mở ra được. Không, bây giờ anh bóp nó đi. Này là con gì đây? Con này là con ếch. Con baby capybara ếch. Cái ba lô. Đúng rồi. Hay quá. Rồi, đợi cái nón của nó lên nữa. Capybara này đi học mẫu giáo. Chà chà. Krispy Kreme. Trà bông thấy kỳ lạ quá, tại sao người ta lại thích donut như vậy trong khi trà bông không thích donut như nào. Cho nên là trà bông kêu mình đem Krispy Kreme về ăn thử đây. Xong rồi trà bông ăn một cái trà bông Krispy Kreme cream. Capybara donut. Tóc bình nó rút ra được á. Tóc bình nó rút ra được á. Chà chà chà. Ngày có mấy cục chân châu rồi. Là một cái hãng trà sữa mà mình kêu trà bông là uống thử không? Trà bông nói không, cười thế ngon nhất ngờ. Cái mình dắt trà bông đi một lần thì trà bông điên luôn. Em nghĩ sai chính tả là em phải ghi chữ em. Đồ nuôi thề. Như nói là Như tự chơi đây, mẹ ót đây. Bài xong. Đây là hai bộ bài tarot mà mình hiện có. Đây là một cái oracle. Bộ này là một bài ở một bộ tarot deck. Nay thì hai bộ tarot mới của mình nó đã giao đến nhà mình mới á, nên là mình không biết mấy chỗ khác bán như thế nào, nhưng mà ở cái shop mà mình mua thì người thường là mỗi bộ bài nó sẽ đi cùng với lại một cái viên đá. Thì thường là người ta sẽ cho một cái túi này để mà đựng cái bộ bài đó bên trong và đựng kèm viên đá kiểu kiểu vậy á. Thì hôm nay mình mua hai bộ. Đây có hai bộ, đây là đá này. Nó có một cái bộ gốc mà kiểu mọi những cái bộ sau đó nó sẽ dựa trên cái bộ bài nguyên bản. Thì cái bộ bài nguyên bản đó là bộ Smith-Waite. Nhưng mà cái bản này là bản đặc biệt nha. Cái bản này là bản kỷ niệm rồi, tại vì mình không có tìm thấy được cái người ta bán cái bộ cũ, cái bộ original nữa. Đó thì cái bộ này nó sẽ được đựng trong cái hộp thiết. Từ nha, để mình mở. Nè, lối vẽ của bài này nó sẽ như thế này. Anyway, thì đây là cái vòng mà bạn có chơi bóng mấy tặng, dễ thương không? Dễ thương. Nhưng mà ý là bình thường mình hay thấy kiểu mấy cái người xem tarot đó, mình không biết nữa, tùy từng người nha. Nhưng mà ý là có một vài tarot reader người ta đặt tên cho cái bộ bài đó. Người ta coi cái bộ bài là giống như một cái người bạn. Mình thì không có cho phép những cái bộ bài này nó có một cái linh hồn. Thì nói chung là sẽ cái style của nó sẽ kiểu như này. Cái lá mà mình thích nhất ở trong tarot á, trong những cái bộ bài tarot deck á, là lá The Magician. Ý là không hiểu tại sao nhưng mà cái lá này nó rất là giống với nhà Ravenclaw trong Harry Potter. Tại vì mình mới nên là mình chưa có hiểu được là phải mua bao nhiêu bộ bài là tối thiểu, hay là
có đủ là được rồi á, nên là kiểu mình học cái gì thì mình sẽ mua cái đó thôi. Hết là tải. Tải càng. Tải càng. Mình nghĩ là bộ này sẽ rất là quen thuộc với lại mọi người rồi. Bên trong này lúc nào cũng sẽ có một cuốn sách hướng dẫn. Và lúc nào mình cũng sẽ đọc. Ra không hiểu tại sao, nhưng mà mình thích xem Oracle hơn là xem Tarot deck. Cái lá này nó hơi, mọi người thấy không, nó hơi dính dính á. Trước khi mình học Tarot thì mình rất là thích xem mấy cái về MBTI, về thần số học, về nói chung là mấy cái mà về tính cách con người ấy, thì không hiểu tại sao mà bộ này nó có cảm giác là kiểu nó sẽ giúp mình giải đáp mấy cái đó. I don't know. Là bài. Tức tôi. Vậy là kho bài của mình đã lên. Mình cảm thấy là bình thường xem những cái bộ Oracle á, thì cái thông điệp nó dễ dàng nó nảy ra hơn. Đây là những cái viên đá nha. Mình không có, ý là không phải là không, mà mình chưa học về những cái đá, những cái năng lượng đá, nhưng mà mình rất là muốn học, nên là khi nào mà mình thuần thục, không phải thuần thục mà mình tự tin vào Tarot rồi mình sẽ chuyển qua học cái đó. Mình đi học về nhà, hoa của mình đã được giao tới và mọi người thấy hoa là mọi người thấy outro rồi đó. Outro nha. Đây là lần đầu tiên mà mình đặt mao lương. Mọi người biết hoa mao lương không? Người ta giao từ sáng rồi mà mình đi học nên mình mới về. Biết rồi. Nó có ổ mà. Mình đã kết thúc rồi. Thật ra là còn rất là nhiều thứ mà mình quay, nhưng mà nó dài quá nên mình không có đăng lên. Thế thôi nha, hẹn dịp khác. Bye bye. Bố mày gãy mất tiêu rồi. Bố mày đẹp lắm. Bố mày chạy lên tóc. Trời, nó không ra một cái gì hết luôn. Má, cứu em với.